Rồi, xin chào các bà con nha. Thì bữa nay Thác Sơn xịt lúa cho lúa em 18 56 ngày bà con. Thì sắp chỗ rồi. Cỡ 60 đến 65 ngày trong giai đoạn nó sẽ chỗ rồi đó. Thì bà con thấy bà hổm quay cho bà con chia sẻ cho bà con coi thì lúa nó vàng đúng không? Thì khi mà nó lên cái lá đại bắt đầu xanh lại. Nó vẫn còn cái lá đại nó lên nhưng mà cái lá dần dạng là cái lá bìa bà con. Thì cũng có một số lá đại nó xanh. Nó xanh dần chanh á. Thì cỡ này Thác Sơn sẽ xịt cái thuốc này vô là bắt đầu tới chỗ nó xanh tè lại luôn. Đó, khỏi cần bón phân. Đó, thì chia sẻ cho con với Sơn xịt kích thích cho nó chỗ lúa 2 tuần lên để mình đi vớt bông. Đó. Thì đi xuống chia sẻ cho bà con mình xem. Đây Sơn xịt cỏ 2 bữa trước nè. Nói chung thuốc cỏ này nó mắc chai 900 ml mà tới 100 mấy chục ngàn, 160 ngàn. Mình nên xịt rồi con mình xịt bình 25 lít 150 cc là được rồi. Đó. Thì nó chết rồi. Đó, ba cái lúa 2 tuần này nhổ lên bờ mà không xịt cái đầu nó cũng lên nó rớt hột xuống lại. Lên nó chỗ luôn. Thì đây nó vàng nhiều khi cái lúa bà con mà nhiễm lúa 2 tuần nhiều á thì bà con ở sau bà con thấy vàng vàng rồi đó. Không phải là nó vàng lúa mình đâu, cái lá lúa 2 tuần á nó vàng nó bị cháy á. Thì lúa này nó có cái ưu điểm là nó chỗ lên rồi bà con xịt thuốc nóng hoặc là không có cái kia làm không có đúng cách đó là nó sẽ vàng em con, vàng lá nó mau chín lắm, mau vàng lá mau chín lá lắm. Thì bữa nay 56 ngày nè bà con, cho bà con xem mà nói không này chừng nó chỗ lên bông mẹ không à. Đây là vận chủng tốt nè, nó cây không cái vườn nè bà con giờ mà nó được không. Đây ngồi viết vậy là cỡ 60 65 ngày sẽ chỗ 4 ngày từ 4 ngày nữa là bữa nay 56 4 ngày nữa 60 nữa. Đây sẽ chỗ nè con nè. Đa số là nó lên ngồi viết hết 80% rồi, chỉ còn một số cây con nè. Một số cây con nó sẽ chưa lên mà cây con là nó bả lớn thì chừng nó lên ngồi viết cũng bự lắm con, cũng đạt lắm á. Thấy không? Thì cũng một số lên, một số chưa lên nè, một số nó cũng chưa lên, tùy theo cái lúa cấy lúa tốt sao lắm cũng chưa lên mà nhưng mà 80% là lên đó. Thì Hắc Sơn chia sẻ thuốc cho bà con mình à, thấy không? Đây Hắc Sơn xịt cửa này Hắc Sơn cũng xịt một chai này Filia nè bà con. Thì cửa này Hắc Sơn cũng xịt 30 ml cho bình 20 lít nha bà con. Thì bà con xịt 30 ml cho bình 25 lít cũng vẫn được thì cũng đúng liều lượng này đây đó. 31 ml cho bình 25 lít thì 30 cũng đúng liều lượng nè. Nhưng mà Thất Sơn xịt cái cống này nè bà con. Đây Thất Sơn xịt cái cống này nè. Chai Phila này là nó 250 nè bà con. Nếu mình xịt 30 ml thì nó sẽ được có 8 bình nè. Bình 30, chục bình 300 mà 8 bình này nó 250. Nó nhưng mà Thất Sơn xịt cái cống này nè. Cống nhỏ này nè bà con. Cống nhỏ này để là 20 ml nè. Nè. Đó. Tới đây là 20 ml. Thì Thất Sơn đầy cống này là cũng như 30 lít mà không hiểu sao Thất Sơn cũng đầy cống nhưng mà trở ngược ra được 10 cống, chai này được 10 cống thì tính ra chai này Thất Sơn xịt 10 bình luôn nhưng mà 1 bình 20 cc, cái một bình 20 lít đó, một cống này là 20 lít nè, cống này để 20 nè đó. Thất Sơn thất này là Thất Sơn tính 30 đó nhưng mà tính xịt xịt sau loại ra được 10 bình chai luôn, thấy tiết kiệm luôn chất luôn đó. Cái thứ hai Thất Sơn xịt cửa này sâu thì Thất Sơn cũng xịt 3.6 thôi bà con, này chi tiên 3.6 đó. Ốc là chỉ một phát là sạch đó, thành phần abamectin phụ gia gì đủ. Thì ở đây thì nó chỉ sâu liều lượng là cửa này Hắc Sơn xịt 20 rồi con, không biết lần này nó có nóng lúa không thì Hắc Sơn xịt 20 cc thôi, bình 200 lít nó xịt đúng liều lượng đó thôi, 20 cc cho 20 lít nó sợ nó nóng. Hiện nay nó chỉ sâu cuốn lá nhìn đó, hạt chè bo chỉ sâu đục bẹ nè, sâu đục bẹ thì cũng như sâu đục thân luôn rồi đó bà con. Thì xịt nén ở đó là 2 loại. Thất Sơn kèm vô thì có hẩm xịt cho anh xịt thằng Dositox thì Thất Sơn không dám xịt bà con, vậy chưa sử dụng lần nào nên Thất Sơn sẽ xịt thằng Carina. Đây còn đủ đây nè, thì Carina 50 EC này thì nó xông hơi gầy gầy luôn nghe bà con, nó xông hơi các loại luôn, sâu đục thân gì đó, thằng nào trúng thuốc là chết á. Nhưng mà trong đây chỉ để là sâu cuốn lá thôi, liều lượng nè 18 25 ml. Nhưng mà cái cử lá đồng này thì Thất Sơn chỉ xịt 10 ml cho bình 20 lít thôi nghe bà con, 20 hoặc 25 lít. Nó thì bà con xịt vậy đi. Đây xịt xịt nhiều lá cháy hàng này nó nóng lắm nha. 10 ml là tối đa, bình 20 25 gì cũng 10 ml là vừa rồi, nó còn hơi vàng rồi đó. Đó. Nhưng mà bà con phải kết hợp vô kích thích nha. Nó là 3 loại, đây Thất Sơn xịt thêm thằng
An Win. Rừng An Win này thất sơn sẽ xịt rừng An Win là của Sinh Nguyên Tao An Win 5XC. Nó là nó chỉ làm đẹp với khô dần nha mọi con. Này. Đó, lúa nè, làm đẹp khô dần liều lượng là 62,5 ml cho bình 25 lít, nhưng mà thất sơn sẽ sử dụng một cống này. Một cống này là khoảng 90cc mọi con. Ở đây nó để 70 nè. Lên đây 80, lên đây 9, đầy đầy lắm này cũng như có 90 à. Đó, thất sơn xịt sẽ đầy cống này cho bình 20 lít hoặc 25 lít. Bà con xịt 25 lít được, nhưng mà thất sơn xịt 20 lít. Đó. Cái thứ ba là thất sơn sẽ kèm vô Antonit nè. Đó. Antonit là kích thích sinh trưởng nha bà con. Đó, Antonit. Antonit là kích thích sinh trưởng, là thất sơn kèm thêm một xả hy lăng này nữa nè. Nó sơn kèm hy lăng này bà con biết giờ để cho nó giọt cái lúa 2 tuần lên, xịt trong vòng 2-3 ngày là lúa 2 tuần nó sẽ nhóng lên liền. Mà lúa mình cũng nhóng luôn nghe bà con xịt hy lăng này bà con xài nào, bà con nào xài rồi thì bà con sẽ biết đó. Hy lăng này nó nhóng cái cổ rất cao, nhưng mà nó chỗ thoát lên dòm đã lắm. Thì thất sơn xịt về bữa nó cho bà con mình xem. Chủ yếu là giải quyết lúa 2 tuần, mình xịt hy lăng này vô lúa xanh nha. Thấy xịt vô là lúa nó lấy sức là xanh lắm. Hy lăng này, thì thất sơn hy lăng này sẽ kèm hai thẻ này. Mà tôi biết là hy lăng. Cái nữa là thất sơn sẽ kèm vô tụ tan tiểu vi khuẩn bà con. Đây. Thì tụ tan này một gói thất sơn 20g. Gói 20g nó 25g bình 20 lít này, ở đây thất sơn phụ số phun 20g cho bình 20 lít này đúng, có gói bình 20 lít đúng nè con. Bà con nào vi khuẩn nhiều thì bà con có thể xịt gói rưỡi bình 25 lít vậy đó, hoặc là bà con xịt thuốc khác. Đây thất sơn xài này quen rồi, tại vì thất sơn thấy này nó cũng hay, nồng độ nó cao. Đó, nó diệt vi khuẩn yêm hội thấp nè, và luôn phòng trừ bệnh tiếp xúc và nội hấp mạnh nè. Phòng trừ bệnh trái bị lá bạc lúa nè, là vi khuẩn đó bà con. Thì tôi ta là 13.000 thẻ tiền mặt bà con. Đó, báo giá cho bà con luôn nè. Thất sơn mua ở đây là tiền mặt total 13.000, chi tiên 70.000 tiền mặt. Hy lăng này cũng thẻ 4.500 gì á. Atonis 7.000, Pila 135, Kagina 135. Ý, đúng rồi, hai cái này Kagina cũng 135, Anwin 225. Đó. Thì bà con lưu ý cái này thất sơn chính ra xịt tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 loại. Thì 7 loại bà con muốn xịt nhiều đó, bà con chú ý là mình múc trước một cái thùng nước. Múc nước đó bà con. Bà con múc nước vô thùng mình nè, rồi bà con pha, pha thuốc bột trước. Thuốc bột, cái nào thuốc bột bà con pha trước, pha vô bà con lắc một cái, rồi bà con tiếp tục pha nước, nước thuốc nước vậy đó, rồi bà con cháy cái thùng. Nó thì nó giảm, nó sẽ cho bà con cái hiệu lực im hơn là bà con, thứ nhất là những bà con xịt mướn đó. Bà con pha sẵn, thì nó nhiều khi nó tác động, nó tác động thuốc với nhau sẽ mắc cái chất thuốc đó, tại vì nhiều loại á, đó. Thì bà con là xịt vậy ấy ha, còn bà con xịt mướn bà con pha sẵn thì nhiều khi nó mắc cái chất thuốc. Đó, cái nhất, cái thứ hai là bà con muốn quản lý lúa nó hiệu quả thì bà con nên xịt cái khi mà nó khô rồi nè, cái lá nắng lên nó khô nè, thì cái vào bông xương á, khi bà con mà phun vô thì nó ướt đều luôn, nó sẽ thấm nhanh mà nó quản lý bệnh tốt cho bà con hơn là xịt buổi sáng sớm sương không. Đó, tại sao bây giờ là một số bà con ta chuyển qua xịt máy bay, đó, thà mắc hơn một chút nhưng mà người ta an toàn là về mưa này với về hiệu quả nè, nó phun sương nhưng mà máy bay nó phun ít nước nhưng mà đảm bảo nó ướt vô đều của lá lúa. Đó, còn mà con sáng sương không nè, giờ này còn sương nào có không, giờ này 8 giờ mấy rồi, đó, còn sương nè, sáng sớm mà con phun sớm cái đầu nó tổ vô nước để tuột xuống mắt các thuốc này đâu có hiệu quả như đâu, nó giảm như 50% rồi. Đó, còn cái này thì con xịt vô là lụm nè, xịt vô là nó ướt đều lá lúa, lụm mà nó bảo vệ toàn lá lúa luôn, ướt đều mà. Đó, thì sơn chia sẻ cho bà con vậy ha. Vài bữa nó đang xịt vô rồi cháu lên đi vớt lúa 2 tuần rồi chia sẻ lại cho bà con, quay lại cho bà con xem. Rồi, xin chào bà con.